Và hôm nay em Tùng Nguyễn xin chào tất cả các bác trên mọi miền Tổ quốc. Ngày hôm nay em Tùng Nguyễn Audio sẽ giới thiệu cho tất cả các bác hai cái cấu hình combo loa 40. Có bác khách thì sẽ chọn BM và có bác khách thì sẽ chọn là NG. Thì ngày hôm nay em sẽ làm hai combo để cho anh em cùng chọn với cái cấu hình khác nhau. BM là hàng chính hãng của công ty. NG cũng là hàng chính hãng của công ty. Đấy. Thì hai combo này thì các bác cùng chọn ngày hôm nay. Với cái cấu hình ngày hôm nay thì sẽ là cái cấu hình của BM tép neo, NG tép RCF thường và phân tần BL3, còn phân tần bên này là 005 thì anh em cùng chọn và để tham khảo cấu hình ngày hôm nay. Hai cấu hình này xem tiền nhau anh em nhé, không chênh nhau nào bao nhiêu. Ví dụ như cấu hình này thì tép neo cao cấp hơn thì bên này thì của nó lại NG lại cao cấp hơn. Đấy, bên này là chạy tép thường. Thì cấu hình ngày hôm nay em Tùng Nguyễn Audio sẽ giới thiệu tất cả các bác một đôi bát 40 BM hàng chính hãng công ty, công suất là 800W trên trở kháng 8 ohm. Model của sản phẩm là BL1502, hàng chính hãng các bác nhé, khác hoàn toàn với các dòng khác. Và BM này là một dòng công ty nổi tiếng, bán bao nhiêu năm nay rồi mà thương hiệu của nó vẫn đình đám ở Việt Nam mình. Xương nhôm đúc và gân vải tẩm dầu 3 gân màng xếp đi từ 190 côn 76. Dòng này anh em làm loa kéo, làm loa gia đình cực kỳ hay, kể cả loa sự kiện. Đấy. Với cấu từ 190 côn 76 làm sự kiện thì sẽ làm dòng lời nhiều. Còn nếu như anh em chơi gia đình thì bát 40 từ 190 côn 76 thì anh em đánh cái tiếng trống cực kỳ sâu. Đấy. Vì là dòng 40 mà này nó nắp và chơi gia đình thì hay lắm. Chạy với cả củ kèn neo 750 BNC. Côn dây dẹt và từ bi bích thép 7 màu. Dòng này là côn 75 dây dẹt các bác nhé. Cái bộ combo của 40 BM và chạy với tép neo của nó thì sẽ có giá là 5,2 triệu combo này, bao ship, nhận hàng, kiểm tra, thanh toán. Đấy, sản phẩm đúng như hình Tùng Nguyễn Audio giới thiệu. BM hàng chính hãng, tép neo 750 BNC. Và phân tần của dòng này thì là có em sẽ chốt mã con này các bác, chốt mã là BL3 chạy 2 chở nhôm và con này rất là nhiều tụ anh em nhá. Đôi 4 6 con tụ, thêm một con tụ chống cháy tép nữa là 7 con và 3 cuộn seal. Đường bát ở đây, đường check của nó đây. Đấy, đây là combo 5,2 triệu. Anh em có thể sử dụng là tép neo và bát chính hãng công ty BM. Còn chuyển sang con combo này thì sẽ rẻ hơn, mềm hơn đúng một chút xíu thôi và nó xem nhau. Con này của nó sẽ là màng sơn dầu bóng và bóng mờ với cái cấu hình bát của LG là phiên bản cao cấp và gân vải tẩm dầu 3 gân. Đít của nó lồi và con này của nó là hàng chính hãng công ty và công ty là NG. Giữa NG và BM là anh em họ hàng nhà nó thì nó có nghĩa là bảo nhau làm loa từ ngày xưa rồi, đúng không ạ? Và bây giờ công ty của nó rất là nổi tiếng. Và dầu của con này sẽ được bọc dây điện từ ngoài vào trong, NG phiên bản 350A phiên bản nâng cấp. Con này từ 190 côn 76 và côn của nó sẽ một lớp trong và một lớp ngoài. Đấy, côn này, con này ngày xưa thì nó bình bình thôi nhưng bây giờ nó nâng cấp nên rất là cao cấp. Côn fit và côn một lớp trong lớp ngoài, lớp trong lớp ngoài thì tiếng rất sáng và nó mát côn, anh em đánh sẽ rất là bền loa. Con này chạy với tép thường, tép thường từ 170 vào côn 75 dây dẹt và trong khe từ có cả viền đồng. Bát nờ giờ này thì bác khách này thì hôm nay em ship cho một bác khách là khách quen, kể cả hai bác khách này đều là khách quen của cửa hàng Tùng Nguyễn Audio hết, đã dùng hàng của Tùng Nguyễn Audio rồi thì các bác cứ đến em. Đấy, thứ nhất là độ uy tín cao, thứ hai là hàng hóa nó sẽ chuẩn. Hàng như nào thì sẽ đúng với cái giá của nó như thế để anh em chọn và mua. Đấy. Thì con này của nó tép giờ xếp từ 170 côn 75, dây dẹt và khe từ có cả viền đồng. Và nỗ ốc của con này sẽ là 10 cm. Từ thường khác từ neo. Đấy, từ neo là phiên bản cao cấp và nó là từ bằng 500 vĩnh cửu, còn con này là từ bi. À, con này là từ bằng đá. Xin lỗi tất cả các bác. Và tiếp tục đây là một bộ phân tần có model là 005. Thì con này sẽ có là 1, 2, 3 chở bằng nhôm. Con tụ vàng đây chống cháy. Con này dùng đôi 4 con tụ và in là đồng vàng, 2 cuộn đồng và đường bát đây, đường check đây. Bộ sản phẩm combo này có giá là 5,1 triệu một combo này, được bao ship các bác nhé. Và anh em có nhu cầu đến hai combo 40 này, các bác có thể chọn mua với những cái mẫu tép kèn và phân tần khác nhau để chơi. Dòng này em ship cho hai bộ này, có bác thì 5 loa kéo và có bác thì về chơi sự kiện. Bên kênh của Tùng Nguyễn Audio rất là nhiều anh em làm về âm thanh đám cưới sự kiện và
Tham khảo kênh của Tùng Nguyễn Audio với những mẫu loa chất lượng đẹp nên anh em liên tục ủng hộ. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào và hẹn các bác trong clip mới nhất. Các bác có nhu cầu quan tâm đến củ loa, củ tép, phân tần hãy liên hệ trực tiếp cho bên em. Còn đâu ngoài ra anh em có nhu cầu mà dựng mới với những sản phẩm full 40, full 30 và full 25, em đang dựng cho khách rất nhiều nên các bác có thể là chọn mua những sản phẩm và để ghép, tự ghép cho mình một đôi loa. Hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác. Các bác có nhu cầu quan tâm hãy liên hệ cho em và các bác xem video đừng quên thả cho em một nút like và bấm đăng ký kênh. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác nhé.